Thì mọi người ơi, đây là hôm nay là cái thành quả để nhặt tiền của mình này. Thì mình nhặt được một đồng 10 yên này, một đồng 5 yên này. Cái may mắn hơn cả, hơn nhất của mình ấy là mình nhặt được một cái khuyên tai bằng vàng nhé. Thì nói chung là khá may mắn. Thì trước hết thì mình không biết là cái khuyên tai này bằng vàng thật hay vàng giả, nhưng mà mình cũng vừa mới nhặt thôi, mình cũng chưa biết được. Thì nát về già mình sẽ tiếp sau. Hi, chào tất cả mọi người nha. Thì cũng đã lâu mình không đi làm cái clip là nhặt tiền thừa ở cây bán nước tự động ở Nhật Bản ấy. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục đi làm một clip. Thì gọi chung là những bạn nào đã xem video của mình ấy, thì mình cũng đã làm khá là nhiều video nhặt tiền thừa rồi. Thì gọi chung là mỗi lần mình cũng đều nhặt được, có lần là mình không nhặt được ấy. Nhưng ngày hôm nay là mình lại thử đi thử vận may của mình xem nhặt được hay không. Thì đặc biệt là cái số tiền này ấy, số tiền thừa mình nhặt được, và tổng cộng là những cái lần trước mình nhặt được ấy, mình đã để gọn một chỗ. Có nghĩa là cái số tiền này mình sẽ dùng để giúp người nghèo nhá. Thì giờ mọi người đi cùng mình nhé. Có nghĩa là nhiều lần mình đi tàu điện này, tàu điện ở Nhật Bản ấy, thì mình ngồi ở các nhà ga thì có gặp những cái ông cụ đi lang thang ngoài đường, rồi ông ấy vào trong nhà ga ấy ngồi ấy, nhìn kiểu là rất khổ ấy, ăn mặc rách rưới mà. Thì nói chung là những cái clip này mình làm mục đích làm chủ yếu là quay cho người xem thôi, là cái tiền thừa ở Nhật thì rất hay có nhá. Thì đặc biệt là các cây bán hàng, thì phần thứ hai là còn lại số tiền đó thì mình sẽ dành để giúp người nghèo nhá. Thì đây này, mình sẽ vào kiểm tra ô tiền thừa luôn. Từ đấy cần cả tiền thừa nhá, nếu còn tiền thì sẽ dương dưới này. Đấy, thì bình thường mua nước ấy thì người Nhật rất hay đánh rơi tiền xuống đây này, và chúng không có này. Mình sẽ đi kiểm tra ô tiền thừa, sau đó mình sẽ kiểm tra cái gầm máy của nó nhá. Gầm máy thì mình rất hay đánh rơi đấy. Đây gầm máy này, chung là ba cái máy thì mình sẽ đi soi hết. Nhiều lúc kiểu đó người ta đánh rơi hoặc là đánh để thừa cái ô này, người ta không biết này, hoặc có lúc là người ta vội vàng quá người ta không kịp lấy ấy. Đây này, mình sẽ soi cái gầm của nó này. Cái gầm thì gọi chung là mình cũng nhặt được khá là nhiều rồi, không phải riêng mình mà gọi chung là những cái người ở ký túc mình ấy đi thi thoảng là cũng nhìn thấy tiền, rồi là nhặt được tiền trong cái ô tiền thừa ấy. Bởi vì nhiều lúc người ta người Nhật người ta đánh sót là người ta bỏ rơi đấy. Gọi chung là ba cái cây đầu tiên không có này, mình sẽ đi kiếm những cái cây tiếp theo. Gọi chung là ở cái vùng nông thôn hay là ở thành phố Nhật Bản thì gọi chung là cũng khá là nhiều cây bán nước tự động ấy, nó khá phổ biến mà. Đây này, mình đang đi ở cái đoạn nhà ga này. Đây thì mình đang đến chỗ này là một khu chung cư này. Thì chỗ này phía trước là mình cũng nhìn thấy một cái cây bán hàng nhá. Sẽ tiến tới tử xem có tiền thừa hay không. Đây thì ở phía trước là một cây Coca-Cola này. Cái cây này thì mình cũng đã từng nhặt được tiền rồi nhá. Nói chung là ngày hôm nay mình vào mình xem thừa hay quá hay không. Nói chung là đi lại tất cả các cây bán nước cũ này. Đấy, cây Coca-Cola. Nói chung là có khá nhiều loại nước. Thì trước hết mình sẽ đi kiểm tra ô tiền thừa nhá. Có gì rồi, mình sẽ kiểm tra cái gầm của nó. Gầm tối, tối om đây. Mình được một đồng mọi người ơi. Mình nhìn thấy được đồng cũ, được đồng 10 yên rồi. Mình xoay cho vào đồng nào. Đấy, đi cái cây thứ, đây là cây thứ tư này, cây thứ tư mình nghe được tiền. Đây thì ở cái phía đoạn đường này thì cái đoạn đường hôm nọ mình đã quay hoa quả nông thôn Nhật Bản không ăn đây này. Đây là đằng này một cái cây cam khá là sai nhá, khá sai quả nhưng người ta không ăn luôn. Có trong quả chín thế này thôi nhưng mà người ta để lúc rụng thối luôn, không ai ăn, rụng bể gốc cây. Thì đó không phải là vấn đề chính, mà vấn đề chính của mình là ở phía trước mặt mình hiện tại đang có hai cây bán hàng tự động nhá. Mình sẽ đợi ô tô đi qua rồi sau đó mình sẽ vào mình nhặt thử xem qua hay không. Đây một cây Coca-Cola với một cây là Kirin, mình không biết là cái hãng gì nữa. Mình sẽ đi vào soát ô tiền thừa nhá, kiểm tra thẳng ô tiền thừa luôn. Ô không có rồi. Cái gầm của nó, cái hai cây này hơi thấp thì mình không biết có xoay được hay không. Đây cả hai cây không có. Mình sẽ đi xoay cái gầm nhá. Gầm thấp lắm mọi người ạ. Cái gầm thực sự là cái gầm của cây này khá là thấp, mình không thể ấy được ấy, không thể xoay được. Cái con xe đạp của mình để đằng trước đây. Mình thấy xe thấy cây bán nước là mình dựng xe ở đây một chỗ để mình đi, nó đỡ bất tiện đấy. Đây phía bên kia có một cây nước nữa, cây Asahi này, nhưng cái cây đấy nó bị rào chắn rồi, mình không sai được. Mình sẽ đi lên phía bên trên này, nói chung là bên trên này vẫn khá nhiều. Ở phía đằng trước mặt mình, chúng còn vẫn trên cái con đường vừa mình nhặt đấy. Đây có một cây bán nước đằng trước, cây này thì một mình di biệt một chỗ này. Là mình đang lượn xe thì mình gặp ngang trên đường là mình cũng qua nhặt thôi. Cây này thì mình cũng chưa từng gặp bao giờ nhá.
Thì ở đây, ở bên đây có mình thấy có một cái cửa hàng gì đây, không biết là cái cửa hàng gì ấy. Mình đã dựng xe chỗ này, mình vào mình nhặt thử luôn. Đây, mình tiến vào luôn. Qua tiền thừa hay không? Cái trống rỗng không có gì luôn. Cái gầm này thì hơi bựa ti tí đây. Gầm toàn đá, cái cỏ cây không có gì luôn. Mình sang lấy xe để đi thôi. Trời, thực sự hôm nay đi quay khá là gió. Đi quay chỉ sợ nhất là tạp âm thôi. Gió nó vào nó dẫn đi tạp âm nhiều ấy. Đoạn này là mình đang đi vào cái con ngõ là hồi trước ở đây có một cái cây bán hàng là mình đã nhặt được 201 yên. Thì 201 yên tính về tiền Việt Nam nó rơi tầm khoảng 400.000 đấy. Nhặt được 400.000 ở một dưới cái gầm cây ấy. Đây thì cây nó đang ở phía trước mặt này. Mình cũng tiến đến mình nhặt thử luôn. Mình sẽ dựng cái xe ở đây. Lại là một cây Kirin đấy. Nhặt được ở gầm của cái máy nhé. Ngày hôm nay mình sẽ đi vào mình soát thử lần nữa xem có hay không. Đây này. Đây, ở cái ô tiền thừa thì không có đâu. Hồi trước là soát ở dưới cái gầm này này. Đấy. Hôm nay mình quay lại có tiền mọi người ạ. Đồng này hơi sâu tí. Mình hiểu. Đồng nằm yên này. Đồng có lỗ. Mình đang nhìn sâu với trong này. Không có rồi. Mình không hiểu sao là lại có đồng 5 yên nhé. Thì ở cái cây này thì cái đồng nhỏ nhất là đồng 10 yên này. Mình không hiểu sao lại có đồng 50 yên. À đồng 5 yên ở dưới cái lỗ này. Đây thì các thứ tự mua được ở cái cây nước này là 10 yên này, 50 yên này, 100 yên và 500 yên. Nhưng đây là cái đồng 5 yên là cái đồng giá trị nhỏ gần nhất nhá. Đấy. 5 yên, gọi chung là 5 yên đây là cái gọi là cái đồng may mắn của Nhật Bản. Goen đấy. Một cái nhìn sáng suốt, một cái tương lai may mắn. Đấy. 5 yên. Đây là cái đồng thứ hai của mình ngày hôm nay. Gọi chung là mình phải đợi ô tô chạy qua để mình lấy xe này. Số tiền thì không phải là to nhưng mình đi nhặt chủ yếu cho vui ấy. Thì cái cây mình vừa mình nhặt được 5 yên nó ở dưới kia. Thì trên đây nó có một cái cây Coca-Cola nữa này. Thì mình dựng xe ở đây mình vào mình soát thử luôn. Ngày hôm nay mình nhặt, gọi chung là nhặt một nút cho nó vui. Gọi chung là có được là thì quay cho mọi người xem luôn. Người giới thiệu nước này, mình đi quay gọi chung là toàn nhặt tiền nữa, không giới thiệu nước cho mọi người. Có khá là nhiều loại nước thì chủ yếu là cà phê nhá. Một dãy này cà phê này, cà phê thì nó lại rẻ nhất này. 100 yên là cái chai được một cái chai nhỏ xíu này. Đấy, 100 yên này được tính về tiền Việt Nam nó là 20.000 một chai đấy. Còn các cái loại đắt nhất ở trong đây thì mình thấy là có cái loại nước này là 160 yên này. Nước này nước gì, nước như cái bông lúa mạch, không biết là nước gì, kiểu Milo ấy. Thì bây giờ mình sẽ soát thử tiền thừa nhá. Gạt cần này. Đây là cái ô tiền thừa này. Cái ô tiền thừa thì không có. Mình sẽ đi xoay lốp cái gầm của nó nhá. Gầm tối quá, không nhìn rõ. Thì cái gầm này mình quay là nhìn là không có rồi. Nói chung là cái đoạn đường mình đang đi lên là cái đoạn đường to nhá. Cái đường chính của cái phương tiện giao thông đang lưu thông này. Và nông thôn Nhật Bản thôi nhưng mà ô tô chạy mà ầm. Bởi vì cái phương tiện của họ mà toàn là ô tô mà. Phương tiện chính của họ là ô tô. Ở phía đằng trước mình có một cây bán nước nhá, cây Asahi. Cây này hồi trước là mình cái đoạn đường dãy này mình cũng từng nhặt một hai lần rồi. Cái cây này mình chưa từng nhặt được bao giờ thì mình sẽ đổ cái xe lên đây, mình vào mình nhặt thử nhá. Đoạn này có một cây này, phía bên trên kia có một cây nữa. Thì trước hết mình sẽ vào cây này đi. Này hôm nay khá nhiều gió, tạp âm khá nhiều nhá. Đấy, đây đang cần gạt tiền thừa, sau đó là mình sẽ đi kiểm tra cái ô tiền thừa nhá. Không khó luôn. Phần cuối cùng thì nó sẽ là cái phần gầm máy. Phần gầm máy là một cái phần rất bí ẩn đấy. Rất hay có tiền. Không có đâu. Mình sẽ để nguyên xe đây nhá. Mình sẽ đi lên cái cây phía bên trên kia kìa.
cây mình nói với mọi người đây, ở phía bên trên còn một cây nữa đây, đang tiến tới gần nó này. Cây này hồi trước mình cũng nhặt được 50 yên ở trong cái ô tiền thừa luôn nhé. Cái ô này thì đặc biệt là không nhặt ở dưới gầm, nhặt được ở ô tiền thừa. Mình sẽ vào mình soát luôn. Cây này thì gọi chung là các loại nước thì giống nhau hết cả này. Thôi, ở đây cái ô này không có, cũng không hy vọng gì được ở dưới gầm rồi. Bởi vì cái gầm cái này mình quay cho mọi người xem này. Cái gầm của nó có một cái bậc này nhá. Tiền nếu mà tiền thừa người ta đánh rơi nó sẽ rơi xuống đây. Cái rơi xuống đất này thì sẽ không chui được cái khe này được. Thì không có thì mình phải quay lại đó. Ở đằng trên kia nhá. Đằng trên bên là cái nhà ga ấy thì có khá là nhiều. Thì mình sẽ giờ mình sẽ lên trên đó nhá. Thì là cái đoạn phía nhà ga nhá. Đằng trước có một cái cây nước này nhưng đoạn này kiểu là ra ngoài tạm âm nó khá là nhiều luôn. Ôi mọi người ơi. Mình nhìn một cái gì vàng vàng. Một cái khuyên tai. Mình thấy màu vàng, không biết có phải bằng vàng hay không. Nó khá là bé. Mình sẽ cầm ra đoạn nhà ga mình quay cho mọi người xem nào. Đây thì mình đang ngồi ở phía trước nhà ga này. Mình vừa mình nhặt một cái khuyên tai bằng vàng này. Mình không biết là vàng thật hay vàng giả, nhưng mà mình nhìn nó vàng chọe luôn đấy. Mình sẽ ngồi mình xem nào. Nó khá là bé luôn. Mình không biết là rơi từ bao giờ nhưng mà chẳng biết vàng thật hay vàng mã. Nhìn nó bóng lắm. Ngày hôm nay may mắn rồi mọi người ạ. Ngon rồi. Ngày hôm nay đi nhặt tiền lại nhặt được cả vàng cái này, chết đỡ rồi. Một khuyên tai này. Có 3 quả bóng. Không biết có ai đánh rơi nữa. Khá là nhỏ, mình cũng không nghĩ biết là phải vàng thật hay không. Chỉ sợ cái đồ mỹ ký. Thôi thì trước hết là đây. Một quả bóng này, có chung là mình nó bé quá, mình quay nó bị mờ đấy. Không thể rõ được, bởi vì nhìn cái chi tiết của cái này khá là đẹp. Này, nhìn 3 quả bóng nát này. Nhưng mà, đây, nhìn cảnh xung quanh nhá, quan cảnh xung quanh thì nó khá nét. Nhưng mà mình kích động xoay cái vàng vẫn là nó mờ này, bởi vì nó khá là bé. Mình sẽ đâm đây.